Ok, hướng dẫn anh chị em nhé, là sau khi mà chúng ta là đăng nhập vào cái tài khoản của mình nhé. Đấy, thì đây vẫn là đang là tài khoản là miễn phí, có cái chữ dùng thử Canva Pro bên trên này anh chị em kìa. Đúng không ạ? Và khi đó chúng ta vào, chúng ta thử một cái ảnh nhé. Chúng ta nhấn vào sửa ảnh này thì nó không có cái phần là xóa phông này với cả xóa magic ở trên này này. Được chưa ạ? Đấy, và bây giờ là chúng ta sẽ vào email này. Đấy, vào email chúng ta vào phần giáo viên của bạn này. Đấy, đã mời bạn này. Đó, mời bạn tham gia lớp học này. Nhấn vào nút tham gia lớp học này. Đó. Nhớ lưu ý là chúng ta phải đăng nhập vào cái tài khoản Canva nhé. Đấy, chúc mừng bạn đến Học viện AI. Nhấn bắt đầu thôi này. Đó, sau đó thì chúng ta tạo một cái thiết kế mới. Chúng ta thử xem nó có khác không đấy không nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ nhấn vào một cái ảnh này. Đó, và nhấn vào cái ảnh đó. Sau đó nhấn vào sửa ảnh. Thì nó sẽ hiện ra cái phần xóa nền và xóa magic ở đây. Được chưa ạ? Đấy. Rồi, bây giờ mình muốn thử cái phần mà đổi áo rồi thay áo, gọi là thay cái hoa. Thì với cái bản này nó sẽ có thể một số tài khoản không có nhé. Thì chúng ta lại chuyển về tài khoản cá nhân để chúng ta gì ạ? Chúng ta trải nghiệm nhé. Có một số tính năng để chuyển về tài khoản cá nhân để trải nghiệm nhé. Đấy, chuyển về tài khoản cá nhân này. Anh chị em để ý nhé. Đấy, thì lúc đấy chúng ta lại ra cái gì ạ? À, cái bản dùng thử đấy, đúng không ạ? Nếu trong trường hợp tài khoản mà gì ạ? À, trả phí mà không có thì chúng ta chuyển về tài khoản cá nhân để chúng ta dùng thử đó. Như vậy, và đây là chúng ta dùng như bình thường anh chị em nhé.